và nhà khí Rosbo SR 1100 Grain. Mỗi sản phẩm với thiết kế độc đáo, gồm có đèn LED ở quạt và logo RGB phát sáng. Công nghệ ống dẫn nhiệt tiếp xúc trực tiếp với bề mặt CPU cho khả năng tản nhiệt nhanh chóng hơn. Hai quạt làm mát cho lượng gió thổi tối đa, tăng cường hiệu suất. Tông màu xám đem lại vẻ đẹp cứng cáp và mạnh mẽ. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Hanoicomputer với chính sách bảo hành chính hãng 6 tháng.